Thưa quý vị và các bạn, trong những vấn đề được Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam lần thứ hai vừa diễn ra đề cập, có câu chuyện về khoản kiều hối và khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm từ trong nước chảy ra ngoài. Đó là một ví dụ cho thấy chúng ta cần tiếp tục quan tâm xây dựng một môi trường đầu tư trong nước để khẳng định niềm tin với doanh nghiệp, doanh nhân. Trong các yêu cầu này thì việc giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động chỉ là một khía cạnh nhưng không thể không làm. Đến với Diễn đàn Kinh tế Tư nhân lần thứ hai, ông Bùi Quang Ngọc, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, mang đến 3 niềm trăn trở của giới công nghệ thông tin và viễn thông. Phí viễn thông công ích là một trong số đó. Ngoài thuế dịch vụ viễn thông công ích thì doanh nghiệp viễn thông còn phải đóng phí thương quyền. Thực ra ý nghĩa của hai phí này rất gần nhau, cho nên là chỉ nên đóng một loại phí thôi. Doanh nghiệp không thể một cổ hai chồng, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phí dựa trên doanh thu là một cái sự bất hợp lý. Nhiều khi cái tỷ trọng 1,5% của viễn quỹ và 0,5% của phí thương quyền cộng lại là 2%, có thể 2% đã là một nửa của lợi nhuận nếu tỷ suất là chỉ 4%. Thuế dịch vụ viễn thông công ích và phí thương quyền chỉ là một phần nhỏ trong số các loại thuế và phí mà doanh nghiệp viễn thông phải đóng góp. Theo nhóm kinh tế số, những chi phí lớn một cách bất hợp lý mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu đang làm giảm cơ hội phát triển. Cái việc thu đấy cũng không tạo ra được nhiều cái lợi ích cho cái phần quỹ. Nhưng mà ngược lại là đối với lại doanh nghiệp thì lại là một con số rất lớn. Và cái điều đặc biệt là doanh nghiệp mới đăng ký thành lập, thậm chí có thể đang trong thời kỳ lỗ, người ta cũng đã phải đóng góp quỹ. Điều đấy cũng rất là bất bình đẳng và không hợp lý. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân, những con số chi phí khác của doanh nghiệp cũng khiến người đứng đầu chính phủ lo ngại. Như là 25% cho logistics, trong khi chi phí này chỉ là 10% ở các nước trong khu vực. Đây là vấn đề rất quan trọng mà chính phủ nhận ra. Để làm sao để mà có hiệu quả của đầu tư doanh nghiệp tốt hơn nữa. Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo tại phiên họp chính phủ, tất cả các ngân hàng thương mại phải giảm lãi suất. Và đến nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tuyên bố giảm lãi suất tối thiểu là 0,5%. Bước một như vậy. Còn một số chi phí khác, ví dụ chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chi phí BOT, một số chi phí khác sẽ tiếp tục rà soát để giảm tốt hơn nữa. Những chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp đang được giao cho các bộ ngành xem xét và cắt giảm. Và có lẽ khi những chiếc chồng chi phí được gỡ bỏ, doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội phát triển thực sự. Những dòng tiền sẽ không còn chảy ra nước ngoài, mà sẽ tìm cơ hội để đầu tư ngay trên quê hương.